Tiêu chuẩn của em về bạn gái thì là đủ các bộ phận cơ thể trên con người là được. Thứ hai là dễ thương một chút, ngoan hiền một chút, lễ phép một chút. Và em cần một người phụ nữ của gia đình. Nếu như một người phụ nữ gia đình ta có khiếm khuyết một cái gì đó trên cơ thể thì em không chấp nhận à? Dạ không, tức là mình đang nói với Von thôi, tức là đầy đủ chân tay mắt mũi giống như mọi người. Dạ, nên còn nếu mà tình người... yêu đến thì mình không thể nói được vấn đề đó anh Linh. Đúng rồi, dạ, tình yêu mà đã nói được đâu. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Rồi mời bạn giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thủy, năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán ở Bình Dương. Em ở nhà ở Bình Phước. Nhà Bình Phước để làm ở Bình Dương. Mời bạn trai. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình tên là Nguyễn Đức Hùng, năm nay mình 27 tuổi. Hiện tại là mình đang là nhân viên của phòng quản lý chất lượng của công ty Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1. Làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Bình Dương, Sài Gòn. Tại công ty em thì ở tại thị xã Tân Uyên. Tức là dạ. Của Bình Dương luôn đúng không? Dạ. Quê em ở đâu? Em thì sinh ra ở Hà Tĩnh và lớn lên thì em ở lớn lên ở Đắk Lắk. Làm dạ. Ở Bình Dương á? Dạ em làm ở Bình Dương. Lại rồi bạn bên kia là cũng là làm ở Bình Dương. Nghe cái cười tươi lắm, thấy thuận lợi rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình đi bạn. Dạ điểm mạnh của em là em chân thành và rõ ràng. Ừ. Có trách nhiệm với lời nói của mình và hành động của mình. Ừ. Mọi người thường nhận xét em là hiền và nhút nhát. Hiền và nhút nhát. À, chị phải ráng tự tin lên, không sao hết ha. Mình có nhược điểm gì không em? Em hiền, nhút nhát và khả năng giao tiếp của em không tốt. Ừ. Thế còn trong công việc mình không có thường hay giao tiếp nhiều hả? Dạ em làm ở bộ phận kế toán nên giao tiếp nội bộ trong công ty nhiều. Ngoài công việc đó em có làm việc gì nữa không? Dạ buổi tối em có đi dạy thêm tại phường Phú Lợi. Em dạy cái gì? Dạy lớp tình thương ạ. Dạy tiểu học từ lớp 1 tới lớp 5. À nếu như vậy thì mình cũng là phải năng động hoạt bát, mình cũng dạ. Giao tiếp tốt chứ. Ở trong lớp thì em giao tiếp tốt, còn ra ngoài em ngại. Giao tiếp với mấy em nhỏ thì tốt. Dạ. Giao tiếp với người lớn thì ngại. Dạ. Rồi mời bạn trai. Dạ em thì ưu điểm của em thì chắc là nấu ăn tốt, chơi thể thao khá, hát hò thì trung bình, mà làm việc là bạch linh tinh thì ổn. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em chắc là cái tính của em nó hơi người ta gọi là lăn chăn đó. Khi mà vào một việc gì đó thì em chưa suy nghĩ rõ ràng thì em đã quyết định rồi. Hát hò trung bình đâu, thử hát bài cho nó vui coi. Thôi thì gửi tặng các quý vị khán giả và các bạn bên kia thêm gửi tặng bài cho anh gần em gần thêm một chút nữa. Trái tim anh hòa dòng máu nóng để yêu em, giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh, ngày mai thức giấc thay giữa lòng ngừng là hình bóng ấy. Nắm tay anh đừng để anh đi, đừng để anh đi, lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được 3 mối tình rưỡi. 3 mối tình rưỡi luôn. Rưỡi là sao? Rưỡi là tức là em cái mối tình cuối cùng của em thì nó gọi là bắt đầu chớm nở, nhưng mà nó chuẩn bị chưa tới đâu vào đâu thì lại phải dừng lại, nên gọi là 3 mối tình rưỡi chị tưởng. Rưỡi. Nhưng mối tình trong 3 mối tình đó mối tình nào sâu đậm và mối tình sâu đậm với em nhất là mối tình thứ 3. À bao nhiêu năm? Dạ em thường thường thì yêu trung tình lắm, 3-4 năm lận. Mối tình cuối đó cũng 3 năm. Tại sao lại phải chia tay? Dạ thứ nhất là vì khoảng cách địa lý, là nhà em có xảy ra chuyện thì em có về Đắk Lắk sống một thời gian, và sau này thì em có xuống đây làm thì hai bên cũng có gặp nhau, cũng có nói chung cũng tình cảm với nhau lại, nhưng mà nó có gặp trắc trở về một số vấn đề nên là bọn em quyết định là chia tay. Rồi bây giờ tình trường của em sao? Dạ em có một mối tình 4 năm đại học. Rồi lý do sao chia tay? Em nghĩ là lúc tụi em quen nhau là đã sai rồi. Sao sai? Là sao? Tụi em quen nhau xong tìm hiểu nhau, thấy tính cách của nhau khác nhau, nhưng mà cố gắng để quen nhau
nhưng càng cố gắng thì càng cảm thấy không hợp nên chia tay. Thôi bây giờ ai cũng có mối tình rồi, chuyện cũ bỏ qua nè. Bây giờ mình nói tới người mới đi. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn trai phải cao khoảng 1m7. Bên kia cao nhiêu em? Em cộng 4 phân em mới bằng được chỉ tiêu đó chị ơi. Bớt chút xíu được không em? Dạ không sao ạ. Em còn tiêu chuẩn gì nữa em nói dạ, luôn cho không, bạn trai. Không có đô con. Không quá đô con. Không hút thuốc. Không gia trưởng. Hai cái đó em không có. Hòa đồng, vui vẻ, dễ tiếp xúc, dễ gần. Sao em được bao nhiêu phần trăm? Dạ em chỉ có là không cao được 1m7 thôi chị ơi. Còn lại em đáp ứng được chị ạ. Được hết. Dạ. Rồi vậy bạn trai tiêu chuẩn sao? Tiêu chuẩn của em về bạn gái thì là đủ các bộ phận cơ thể trên con người là được. Thứ hai là dễ thương một chút, ngoan hiền một chút, lễ phép một chút. Và em cần một người phụ nữ của gia đình. Nếu như một người phụ nữ gia đình ta có khiếm khuyết một cái gì đó trên cơ thể thì em không chấp nhận à? Dạ không, tức là mình đang nói với Von thôi, tức là đầy đủ chân tay mắt mũi giống như mọi người. Dạ, nên còn nếu mà tình yêu đến thì mình không thể nói được vấn đề đó anh Linh. Đúng rồi, dạ, tình yêu mà đã nói được đâu. Dạ. Anh qua anh xem thử có đầy đủ tất cả mọi bộ phận cơ quan. Chào em. Dạ chào anh. Dễ thương. Em ghét nhất tật xấu gì của người đàn ông? Dạ bê bối ạ. Bê bối. Em có bê bối không? Dạ không anh ơi. Không có bê bối. Dạ. Lăng nhăng nữa. Có lăng nhăng không? Dạ không anh ơi. Em chung tình 4 năm lận mà anh. Đàn ông bê bối lăng nhăng là cũng mệt lắm ha. Nếu như được thì khoảng bao nhiêu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ tùy vào bạn trai ạ. Tùy bạn trai muốn bước lúc nào bước đúng không? Dạ, không phải ạ. Tùy vào bạn trai thể hiện như thế nào. À, con số cụ thể khoảng 1 năm, 2 năm, 6 tháng gì được không? Dạ được 1 năm. 1 năm. 1 năm. Đúng không? Đàn gái đầy đủ tất cả những bộ phận trên người. Không. Em hình dung bạn gái như thế nào em nói chị nghe coi. Chắc là một người em chào chị. Một người chắc cao tầm 1m57, 58. Trắng, da trắng. Da trắng, tóc dài, màu đen. Sư thượng. Màu dữ lắm. Mình có phải làm dâu không em? Dạ có chị ạ. Hiện tại giờ gia đình em thì còn em, còn mẹ và em gái em. Mẹ em thì hiện tại giờ đang sống Đắk Lắk, còn em gái em thì đang bán thuốc tây tại Bình Dương. Ừ. Dạ. Ủa nếu mà vậy làm dâu là mình đi về Đắk Lắk sinh sống hả? Không, tùy vào thuộc vào người vợ của em. Người vợ của em nếu mà anh ơi mình về quê Đắk Lắk sống thì em sẽ về Đắk Lắk sống và ổn định công việc. Còn bạn nữ mà nói ồ anh ơi mình ổn định tại Bình Dương đi thì em sẽ đồng ý theo bạn nữ. Ở đâu mà vợ chồng làm ăn, ăn nên làm dạ, ra. Dạ anh nên làm ra là được. Có dạ. Của cải, tiền bạc dành dụm cho con cái sau này là được đúng không? Dạ, không nhất thiết là ở đâu. Dạ. Rồi dạ. Đồng ý. À, nhà trai cũng rất dễ dàng ha. Bây giờ em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với cậu mợ và em của em. Cậu mợ, rồi để nghe ý kiến cậu mợ coi sao ha. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trong trường quay. Mợ thì thấy bạn trai này là mợ thấy được rồi. Bạn này cũng quê gốc Hà Tĩnh, cũng giống quê mình luôn. Tiêu chí chọn hai bạn ấy thì hai bạn đều đáp ứng được của nhau. Còn cháu của mợ thì rất là ngoan hiền, dịu dàng. Cũng như tiêu chí của bạn đưa ra. Thì mợ thấy được ấy, mợ chọn bạn này. Mợ chọn rồi đó. Dạ cảm ơn mợ. Rồi em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bạn và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi đại diện đàn trai đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào hai bạn trẻ và xin chào tất cả các khán giả trong trường quay. Mình tên là Thu Thảo, mình là một người chị, cũng là một người đồng nghiệp với em Hùng. Hùng thường ngày thì rất là vui tính, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Chị thấy là bạn nữ bên cạnh là cũng rất là dễ thương. Hiền và quan trọng là hai em là cùng làm ở Bình Dương. Chị thấy hai em là có nhiều điểm cũng rất là hợp nhau. Chị cũng hy vọng hai em cho mình một cơ hội để tìm hiểu nhau sau chương trình này. Rồi, cảm ơn chị. Qua khảo sát hết cả nhà rồi ha. Bây giờ hai bạn tự suy nghĩ, gặp nhau và quyết định có bấm nút hay không. Mở rào. Mời bạn. Mình có món quà tặng. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Đây là cuốn sách Hãy Chọn Yêu Thương. Hy vọng là anh sẽ rút ra được nhiều yêu thương trong đó. Cảm ơn em. Dạ cảm ơn.
Em làm anh bất ngờ quá. Dạ sao? Anh suy nghĩ về em khác mà giờ chắc lại. Nhưng mà thấy em dễ thương hơn trong lúc anh suy nghĩ. Hiện tại anh đang làm ở Bình Dương. Hiện tại anh đang làm Bình Dương. Anh làm ở chỗ đường gần chỗ miếu ông cụ em. Em làm ở trong viên ship 2. Viên ship 2 à. Vậy mình có thể gần nhau rồi đó. Thường thường thì thời gian rảnh của em thế nào em? Em thì buổi tối 2-6 thì em đi dạy. Còn 3-7 thì em ở nhà. Và chủ nhà thì ở nhà đây. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Anh muốn hỏi em nhiều lắm mà. Vậy anh hỏi đi ạ. Hơi run. Thường là người đẹp thì anh hay bắt được sóng nhiều lắm. Vậy lại. Mà hôm nay tự nhiên đẹp quá nên là cũng miệng lưỡi dữ ha. Cũng được. Hẹn hò thế nào các bạn? Một tuần mỗi tuần ta gặp nhau bao lâu, bao nhiêu lần? Mỗi tuần thì anh có thể dành hết một tuần cho em được. Rồi quan niệm về hôn nhân gia đình như thế nào? Đối với em, tình yêu là một thứ gọi là thiêng liêng lắm. Đối với em thì em sẽ có hy sinh hết về tình yêu để không phải hối tiếc về cái người gọi là mình chọn để làm vợ của mình. Bây giờ cho bạn trai một quyền ưu tiên, bạn hãy tiến tới nắm tay bạn gái. Bạn gái khá nhút nhát, mình phải chủ động lên. Nói gì từ trái tim của mình nha. Tiến tới, mạnh dạn lên, xin phép nắm tay. Anh nắm tay em được không? Dạ được. Anh thì là người xây dựng. Anh muốn nói với em là nắng gió công trường anh không sợ. Chỉ sợ đường về thiếu bóng em. Em cũng hy vọng anh sẽ là một người của gia đình. Và giống cậu em. Cậu em cũng là một người của gia đình. Cậu luôn lo lắng và chăm sóc không những mợ mà cả em nữa. Nên em cũng hy vọng anh thấy được cậu em. Anh cũng sẽ cố gắng là một người đàn ông của gia đình. Dạ. Nếu em đồng ý bấm nút nha. Dạ. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Có cậu mợ, có bạn bè, tất cả mọi người chứng kiến. Chúng ta bấm nút là hẹn hò với nhau, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Các bạn nhé. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi hai bạn nắm tay nhau đi nào. Hãy xin phép cậu mợ. Dạ xin phép cậu mợ cho con được được hôn bé. 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 Rồi. Hôn đi. Bé đang chờ. Chào em gái. Em chào anh ạ. Hơi dịu dàng chút xíu. Anh cảm giác như vậy đó. Anh nhìn em vậy chứ thực ra nhiều khi em không như vậy đâu. Không, em thấy bạn gái này cá tính đó nha. Cá tính. Nhiều khi giống như là mình đi trong cuộc vui thì em sẽ vui hết mình. Nghiêm túc thì em sẽ nghiêm túc ạ. Em không thích gì ở đàn ông? Trước hết là nhăn lăng nhăng rồi. Tục ghét luôn. Thứ hai nữa là gia trưởng ấy. Ép buộc bạn gái hoặc vợ làm thế này thế kia. Bắt làm nhiều quá. Em có thích đàn ông kiểu nhu nhược không? Nhu nhược nó không có thành vấn đề. Nhu nhược với người khác thì em không quan tâm. Còn nhu nhược với em thì em sẽ cố gắng để cho bạn đó không nhu nhược. Mày yên tâm đi, anh này là hải quan mà. Cứng lắm đó em. Mời đàn trai. Rồi, chào em. Ngồi đi em. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin kính chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh và tất cả khán giả. Em tên là Đinh Thị Thuận, năm nay em 29 tuổi. Em hiện đang là nhân viên kế toán. Em đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu hả Thuận? Dạ, quê em ngoài Hà Nam chị. Hà Nam, dạ. Rồi, đó là thông tin của nhà gái. Xin mời nhà trai ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ phía bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Hiếu. Em năm nay 27 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hiếu làm gì Hiếu? Hiện em đang làm tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Hải quan. Như vậy thì em nhỏ bên kia 2 tuổi, em có ngại gì không? Dạ không anh, với em tuổi tác nó không quan trọng. Đúng rồi. Mà ngay cái tên bắt đầu vô chị đã thấy hợp rồi. Bên kia Vinh Hiếu, bên này Thuận. Hiếu Thuận, nghe là chịu rồi đó. Bây giờ mời Thuận em nói về sở thích, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân mình. Em thì có khá là nhiều khuyết điểm. Em khá nóng tính. Cũng có một chút cố chấp cho chị. Tính của em thì nhiều khi nó hơi thẳng một chút. Không thích thì em có thể em nói thẳng ra. Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, dễ kết bạn mới. Em cũng có một chút khéo tay được chị. Em thích làm đồ handmade á. Dạ.
Như vậy là rất khéo tay chứ không phải một chút đâu em. Dạ. Tại vì làm mấy cái đó thật sự phải có đam mê. Rồi em có biết nấu ăn không? À, nấu ăn thì em cũng biết cơ bản đó chị. Rồi đó là điểm mạnh, điểm yếu của Thuận. Còn Hiếu sao Hiếu ha? Dạ, điểm mạnh của em thì em là một người khá là thích ứng tốt với mọi hoàn cảnh. Và em cực kỳ là trọng chữ tín. Còn khuyết điểm thì em chắc là hay quên. Và đôi khi không mấy bận tâm đến chú ý của người khác. Nhưng mà với bạn gái thì cần phải quan tâm nhiều hơn. Hiếu trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì chỉ trải qua một mối tình chính thức. Quen cũng được khoảng gần một năm và chia tay cách đây cũng khoảng hơn 2 năm. Tại sao lại chia tay Hiếu? Em và bạn đó có nhiều điểm không hợp nhau. Về phía em thì em thấy tự thấy mình chưa có sự năng động và thiếu kiên nhẫn trong cái việc mà tìm hiểu bạn gái. Một mối tình thôi, bên kia? Nếu mà chính thức thì em cũng có một mối tình thôi ạ. Em cũng quen bạn đó được gần một năm. Ra mắt hai bên rồi cũng tính tiến tới hôn nhân rồi, nhưng mà đến lúc gần cuối thì hai người cảm thấy không hợp với nhau. Cũng tính tới chuyện cưới hỏi. Dạ. Nhưng mà cuối cùng nhận ra là không hợp nhau. Dạ. Nếu mà đã không hợp nhau thì chúng ta phải biết ngay từ đầu chứ. Thực ra là cái quá trình tìm hiểu trong gần một năm thì nó cũng không lâu vậy. Sắp mà chốt đến hôn nhân rồi, tôi phát hiện ra là bạn đó cũng có nhiều cái khác mình quá. Nếu mà mình bây giờ mình cuộc sống cùng nhau á, thì nếu mà cưới nhau về thì mình sẽ ly hôn. Nhà em có đông anh chị em không? Nhà em thì có 7 chị em gái ạ. Ồ, 7 chị em gái. Đã. Quá dữ nha. Tuổi thì cũng cách xa xa lắm. Em là thứ 6, còn bên dưới em còn một em út sinh năm 94. 7 chị em gái lấy chồng hết chưa? Chưa chị. Nhà em thì có 3 chị gái đã lấy rồi, còn 2 chị thì chưa có gia đình. Với em và em út nữa. Là tức là gia đình còn 4. Dạ. Vậy 2 chị là chưa có gia đình luôn. Dạ. Đó, 2 chị tham gia chương trình nha. À, 2 chị em đi rồi. À, hôm nay có đi hả? Dạ. Rồi. Nhà Hiếu thì mấy anh chị em? Dạ, cho em thì chỉ có 2 anh chị em thôi. Dạ, em và một em đứa em gái. Đứa em gái. Dạ. Thuận ơi, Thuận muốn tìm một người yêu của mình như thế nào hả Thuận? Cũng giống như tâm lý của mọi người phụ nữ thì muốn một người đàn ông nhất là phải chung thủy với mình trước. Nếu mà có một chút về ngoại hình thì càng tốt anh ạ. Cao thì cao chừng hơn em, chừng hơn 20 phân. Tại vì em cũng không có cao lắm. Mặt thì dễ thương, tính tình thì được biết quan tâm chăm sóc đến em. Rồi quan tâm chăm sóc đến mọi người thân trong gia đình. Xấu đẹp em cũng không có quan trọng lắm. Xấu chỗ nào thì sửa chỗ đó chị. Xấu chỗ nào sửa chỗ đó. Hiếu ơi. Dạ. Em mong muốn một mẫu người lý tưởng cho em là như thế nào? Mẫu người của em thì ngoại hình thì cao từ 1m55 trở lên, tóc dài, có công việc ổn định, có tính tự lập, biết quan tâm đến gia đình, biết hài lòng và luôn suy nghĩ tích cực. Tại sao phải là từ biết hài lòng hả em? Tại vì em nghĩ là trong cuộc sống mình không phải là suôn sẻ hết, mà sẽ có những lúc khó khăn. Và bạn nữ phải biết suy nghĩ tích cực những cái điều trong cuộc sống để mà mình tận hưởng cuộc sống, chứ đừng có bi quan quá đến những khó khăn. Chào Hiếu. Dạ, em chào chị. Em không thích điểm nào ở phụ nữ? Dạ, càm ràm, hay trễ giờ, lề mề. Em có tật xấu gì nữa không? Tật xấu của em thì thường nếu mà cuối tuần mà em không phải đi ra ngoài thì em rất là lười tắm. Lười tắm? Dạ. Ít nhất là lười tắm mấy ngày? Một ngày cuối tuần. Thứ bảy tới chủ nhật không tắm? Dạ. Đợi qua sáng hai tắm đi làm luôn? Dạ đúng. Vậy là tính hai ngày. Em đã chuẩn bị kế hoạch gì cho tương lai nếu mà mình xác định tới hôn nhân với một người chưa? Tại vì em đang làm ở Đồng Nai cho nên là em muốn là bạn nữ cũng sẽ về Đồng Nai ở với em. Nhà em có một mình em là con trai thôi cho nên chắc là sẽ ở chung với ba mẹ em hoặc là ở riêng nhưng mà ở gần đó để mà tiện chăm sóc cho ba mẹ. Hiện tại bây giờ em ở Đồng Nai ở khúc nào vậy cưng? Em ở thành phố Biên Hòa. À, Biên Hòa cũng gần mà. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Yêu xa. Em có thích yêu xa không? Em thì không ngại cái việc yêu xa. Chỉ có... Nó ở đâu? Quận mấy? Dạ, em đang ở dưới Bình Chánh á. Gần khúc chợ Bình Điền ạ. Ô, sự gần. Em đi thẳng đường hết Nguyễn Linh qua quốc lộ 1 qua cầu quận 2 là em lên tới Đồng Nai rồi đúng không? Dạ. Đơn giản. Chào em gái. Em chào anh ạ. Hơi dịu dàng chút xíu. Anh cảm giác như vậy đó. Anh nhìn em vậy chứ thực ra nhiều khi em không như vậy đâu. Không, em thấy bạn gái này cá tính đó nha. Cá tính. Nhiều khi giống như là mình đi trong cuộc vui thì em sẽ vui hết mình. Nghiêm túc thì em sẽ nghiêm túc ạ. Em không thích gì ở đàn ông? Trước hết là nhăng lăng nhăng rồi, tục ghét luôn. Thứ hai nữa là gia trưởng ấy, ép buộc bạn gái hoặc vợ làm thế này thế kia, bắt làm nhiều quá. Em có thích đàn ông kiểu nhu nhược không? Nhu nhược nó không có thành vấn đề. Nhu nhược với người khác thì em không quan tâm, còn nhu nhược với em thì em sẽ cố gắng để cho bạn đó không nhu nhược. Yên tâm đi, anh này là hải quan mà, cứng lắm đó em. Hải quan vậy là chắc phải đi tiếp khách nhiều vậy. Hiếu ơi, biết nhậu không Hiếu? Dạ em nhậu ít lắm chị ơi. Em uống được khoảng nhiêu lon? Chắc khoảng tối đa là 4 chai thôi chị. 4 chai. Thuận. Dạ. Em biết nhậu không? Dạ biết chị. Biết hả? Dạ. Uống được nhiêu lon? Dạ em uống chính thức là có 2 lon thôi. Chính thức chỉ có 2 lon. Còn sao bên nhưng kia mà 4? Chị đừng hỏi em nữa chứ mẹ bạn em không có cho em nói đây nói được uống bia đâu, chị đừng hỏi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao.
Phần đi với ai? Dạ em đi với hai chị gái ạ. Xin chào MC Quỳnh Linh và Minh Thư và khán giả. Nói chung thì qua buổi trò chuyện của hai em thì thấy trai kia cũng được. Nếu như mà hai em có ý đến đây để mà tìm hiểu hẹn hò thì hai em nên tìm hiểu. Chị thấy hai đứa có một số vấn đề hợp đấy. Thuận là chị hay gọi nó là vịt đó. Nó ít nói lắm nhưng mà nó giữ lời hứa. Mà làm gì là nó quyết làm bằng được. Cũng có phần hơi bướng. Rồi, cảm ơn chị. Thiếu đi với ai? Dạ, hôm nay em đi chung với chị học chung lớp cao học với em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và quý khán giả. Thì Hiếu là bạn học chung lớp cao học của em. Ở lớp thì Hiếu là nổi tiếng là chăm chỉ và biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, rất là nhát. Cho nên là đến giờ cả lớp cứ gọi là ế bền vững. Bạn nữ bên đây thì khá là xinh. Tính cách của bạn thì có những điểm tương đồng giống như Hiếu. Cho nên là hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn hai bên. Chúng ta đã nghe hai bên góp ý rồi. Mình đã nói chuyện qua cái rào này rồi. Bây giờ hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Cảm ơn bạn. Tặng bạn món quà. Quà này là quà tự tay mình làm. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hiếu tặng cho Thuận cái gì nè? Một con gấu bông rất là đẹp. Dễ thương ha? Rất là dễ thương chị. Món quà của Thuận tặng em là gì? Dạ, một cái đồ handmade tự làm. À, cái này gọi là gì Thuận? À, cái đấy là con cá chép koi Nhật Bản chị. Thuận làm đó. Rồi, bây giờ hai bạn mình sẽ nhìn nhau và nói tất cả những cái cảm nhận về nhau như thế nào. Rồi mình sẽ lên kế hoạch cho chuyện hẹn hò ra sao. Hiếu có ngại khi mà nhìn thấy mình niềng răng không? Mình cũng đang niềng răng. Hiếu cảm nhận thấy mình sao? Thôi mình xưng hô là anh em đi. Anh à? Anh thấy em sao? Lần đầu tiên thì thấy em rất là xinh. Em cảm ơn. Em thấy anh sao? Nhìn là cũng giống mẫu người của em vậy đó. Thì em không biết tính như thế nào nhưng mà về ngoại hình đối với em như thế là được rồi. Thời gian rảnh thì em thường làm gì? Nếu mà bạn bè có rủ đi chơi thì mình sẽ đi chơi cùng bạn bè. Còn không thì mình sẽ em sẽ ở nhà làm mấy cái đồ thủ công. Nếu mà chủ nhật mà rảnh nữa thì cũng nhiều khi cũng lười nằm đến trưa rồi. Cũng thỉnh thoảng lâu lâu cũng có thể lười tắm đúng không anh? Công việc của em thì làm giờ hành chính thôi. Cuối tuần thì vẫn rảnh để đi chơi được. Thứ bảy chủ nhật thì em rảnh? Thứ bảy thì em làm đến 12 giờ trưa. Anh thì sao? Anh thì chỉ làm trong tuần thôi. Thứ bảy chủ nhật thì anh được rảnh. Em nhìn thấy anh cũng được mà sao anh vẫn chưa có người yêu ạ? Thì chắc là mọi người nhìn anh ai cũng nói anh có người yêu rồi, giống như em vậy đó, nhưng cho nên anh ới tới giờ. Trong tình yêu thì em quan trọng nhất là điều gì? Quan trọng nhất á vẫn là chung thủy. Em nói cho em cực kỳ ghét cái việc mà bị bạn trai lừa dối. Cũng như bạn trai có muốn đi đâu, muốn đi cùng thì em sẽ đi cùng. Còn nếu không muốn đi cùng thì phải nói để em biết, cái gì cũng phải nói thẳng ra, không được giấu. Làm một việc mà mình lại đi nói việc khác. Thứ hai nữa là làm việc gì thì cũng nên có cặp có đôi. Nãy anh cứ nghe em kể là em có một mối tình mà chuẩn bị tiến đến hôn nhân rồi, mà tại sao lại chia tay? Nói sâu xa hơn thì bạn đó tìm được người khác phù hợp hơn. Mà anh thì trong tình yêu thì anh quan trọng nhất, thứ nhất là sự tôn trọng, tức là hai người phải cứ dành cái sự tôn trọng cho nhau. Cái thứ hai đó là sự quan tâm. Từ cái sự quan tâm đó thì mới có sự tin tưởng nhau được. Trong tình yêu mà không có sự quan tâm thì sẽ dẫn đến nghi ngờ giữa hai bên. Thì em cảm thấy nghi ngờ thì em sẽ hỏi thẳng. Em hỏi khi nào mà ra bằng được thì thôi. Còn nếu không thì em cứ lèo nhèo đi sao em hỏi. Em có phải là người hay ghen không? Ghen thì có chút ghen thôi chứ không phải là hay ghen. Bản thân em cảm thấy cái điều đó là có vấn đề thì em sẽ hỏi. Và nếu người đó cứ lấp đựng trả lời thì em sẽ ghen. Nếu như anh và em mà tìm hiểu mà hợp nhau á thì em nghĩ là bao lâu mình sẽ tiến đến được hôn nhân? Hơn năm hoặc 2 năm, thì chừng hơn 1 năm thì mình có thể hiểu nhau thì mình tiến tới hôn nhân được. Về con cái thì quan điểm thế nào, con trai hay con gái đó? Anh thì con trai hay con gái gì cũng được, con trai con gái gì thì cũng là con của mình thôi. Anh có sợ là bố mẹ anh bắt phải đẻ con trai không? Không, nhà anh thì không quan trọng chuyện đó. Em không có ý kiến gì hết á.
Ngày xưa em cũng sợ lấy chồng lắm, tại vì em sợ đau đẻ. Do bạn bè người ta cứ kể chuyện là: "Ôi Thuận ơi, đi đau đẻ đau lắm, giờ sau này em đừng có lấy chồng nhé." Em bảo như vậy cho sướng. Em cũng thấy đau thật. Rồi người ta đi người ta cứ: đau lắm, em đừng có lấy chồng nha, em đừng có lấy chồng nha." Thế là em cũng sợ. Trời đất ơi. Bây giờ mình sẽ nói với nhau một câu tận đáy lòng mình nghĩ về đối phương như thế nào trước khi chúng ta tiến hành bấm nút. Anh hy vọng thì mình đến đây đã là một cái duyên rồi, cho nên là mình sẽ cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu với nhau. Sợ anh nhiều khi anh không chấp nhận được nội tính của em thôi. Tính em là dễ chấp nhận. Một khi mà đã tin tưởng thì tin tưởng tuyệt đối. Nhưng mà một khi mà đã nghi ngờ thì giống như là không bao giờ tin lại được nữa. Mình để tay mình nút bấm nha các bạn. Hãy bấm theo con tim của mình. Rồi các bạn sẵn sàng nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng Hiếu. Nắm tay nhau đi nè. Hy vọng là hai đứa sẽ sớm thông báo tin vui cho tụi anh. Một chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Một nụ hôn không thể thiếu trong ngày hôm nay. Em xin phép chị cho em được hôn Thuận. Đó, gật đầu rồi đó. Cho anh hôn em đi. Hợp bá rồi nha. Hợp lắm nha.